Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết về bệnh khí. Bài thuốc thất khí thang. Thất khí thang là tên bài thuốc trị thất tình. Quất kết trị bảy loại tình trí mà khi nó bị kết lại không tan ra được. Tâm phúc, ngực bụng, giảo thống là đau thắt. Bán hạ chế là vị thuốc bán hạ chế với gừng, tẩm gừng và sao lên. Tam tiền là ba chỉ. Nhân sâm là vị thuốc nhân sâm. Nhục quế là vỏ quế là tốt. Cam thảo chích là chích cam thảo. Cam thảo tẩm với nước mật ong và nướng lên cho chín. Các thất phân đều ba phân, hữu tỏa trộn đều. Sinh khương là gừng sống. Tam phiến là ba lát gừng. Tiễn phục sắc lên mà uống, nóng lên mà uống. Cục phương là xuất xứ từ bộ sách Cục Phương, là một bộ sách cổ trong đông y. Chào tạm biệt các bạn.